nói chuyện với mọi người. Và chủ đề của hôm nay là ngày lần đầu tiên Nhi nói chuyện với bạn thân của Nhi. Và hai đứa chơi với, làm sao để chơi với nhau được khoảng 2 năm rưỡi nha. Trước khi vào video thì các bạn nhớ like với lại đăng ký, với lại là tìm nick của Nhi để thả tim cho bạn Nhi và Nhi luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì từ năm lớp 1 tới năm lớp 3, Nhi và bạn thân của Nhi, gọi tắt là T nha mọi người, chữ cái đầu tiên của tên bạn đó, T. Thì bạn T đó với là Nhi là hai đứa là không quen biết nhau từ năm lớp 1 đến năm lớp 3. Chỉ là nghe tiếng của nhau, nghe giọng của nhau, nghe danh của nhau thôi. Nhi là cái danh của Nhi là học lùng nhất lớp, còn bạn hình như là hơi kém, học hơi kém thôi, chứ không phải là gọi là ngu hay là dốt đâu nha mọi người, chỉ hơi kém thôi. Nhưng mà bạn rất là nhiều cái tốt nha mọi người, rất là khéo tay. Lúc mà Nhi quen được bạn đó là bạn đó cực kỳ khéo tay luôn. Thì sau đó Nhi đó một ngày đang học thể dục thì Nhi đang nói chuyện với bạn tên là N. Bạn nó khá là xinh, nhưng mà bây giờ hết chơi chung với nhau tại bạn nó về Bình Dương rồi. Đang nói chuyện với nhau thì là bạn lớp trưởng lại hỏi là có chơi FIFA hay không. Cái Nhi với bạn nó đều nói là không. Cái bạn lớp trưởng mới nói là cả lớp đang chơi đều là chơi FIFA hết chân rồi, thì tải về chơi chung đi cho nó vui. Thì bạn nó tải về trước. Nhi thì lúc đó Nhi còn lười quá, Nhi còn chưa muốn chơi game thì Nhi chưa có tải. Nhưng mà khi mà nghe được bạn nó nói là trò chơi vui lắm, tải về chơi đi, thì Nhi cũng bắt đầu tải về. Khi mà tải về xong thì chơi được 1-2-3 tháng gì đó, Nhi biết được bạn T đó cũng chơi FIFA. Hai đứa kết bạn với nhau và chơi chung với nhau rất là vui, rất là hợp luôn nha mọi người, nói chuyện rất là hợp ý luôn. Xong cái là thành bạn. Mà vui hơn nữa là lớp 4, cô sắp dỗ của Nhi với lại bạn nó ngồi chung với nhau, hai đứa nói chuyện rất là vui, hay copy bài nhau các kiểu mọi người, hay chỉ bài cho nhau, vui lắm. Rồi khoảng chừng lên lớp 5 thì hai đứa tách ra nhưng mà vẫn là bạn với nhau. Lúc đó là còn ký hợp đồng là bạn thân rồi đó, nhưng mà chưa gọi là bạn thân chí cốt. Bây giờ là hai đứa là như chó với mèo nha mọi người, nhưng mà vẫn là bạn thân chí cốt nha. Có việc gì là Nhi đều là cái đứa xin lỗi trước, tại vì bạn nó hơi kiểu hơi cứng đầu một chút với bạn, vậy nên là hay không tự xin lỗi, không tự nói trước mọi người, không tự xin lỗi trước, nên là Nhi thường là những người xin lỗi trước. Tại vì trong hai đứa thì Nhi là hiền hơn, khá là hiền, bạn đó thì hơi dữ. Thì clip